Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách trị bệnh, một loại bệnh rất là nguy hiểm trên nhóm cây có múi, như là bưởi, cam, chanh, quýt. Đó là bệnh vàng lá thối rễ. Và trên màn hình của các bạn đó là triệu chứng của bệnh vàng lá thối rễ. Thì cái bệnh này nó thường xuất hiện và nó gây hại trong mùa mưa hoặc ở những vườn mà chúng ta có cái hệ thống thoát nước không được tốt. Khi mà cây mới bị bệnh á, thì lá vẫn bình thường, nhưng mà có một đặc điểm đó các bạn ha, là các bạn để cái gân lá nó sẽ có màu vàng trắng, cái phiến lá nó sẽ ngã từ từ vàng 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 xen lẫn xanh, sau đó thì rụng đi. Lúc đầu á, thì cũng chỉ có một vài nhánh có biểu hiện vàng và rụng lá thôi, nhưng mà sau đó thì toàn cây nó sẽ bị luôn các bạn ạ. Một cái đặc điểm nữa là cây bị bệnh á, thì cái chồi của nó sẽ ngắn, lá nó sẽ nhỏ, nó nhiều hoa nhiều trái, nhưng mà đặc biệt là trái chua nè, và cuối cùng thì hoa và trái đều rụng hết. Và một cái đặc điểm nhận biết nữa là ở cái phần bộ rễ các bạn, khi mà chúng ta thấy phát hiện được đó là những cái biểu hiện mà mình vừa chia sẻ với các bạn ở phần trên của cây á, là phần trên mặt đất á, thì các bạn sẽ đào xuống phần rễ. Thì khi mà đào rễ lên á, thì sẽ thấy là cái phía cái phần rễ mà nó ở, nếu mà chúng ta chiếu vuông góc thẳng đứng lên á, thì cái phần mà lá bị vàng ở trên nó chiếu thẳng xuống cái phần rễ đó thường thường sẽ bị thối nè. Đào lên thì cái vỏ rễ nó sẽ bị tuột khỏi cái phần gỗ đó, và nhìn kỹ vào trong cái phần gỗ á, thì nó sẽ bị sọc nâu lan dần đó, vào có những sọc nâu đó, nó lan dần vào vào bên trong. Bệnh nặng đó thì tất cả nguyên bộ rễ luôn các bạn nó đều bị thối và cây sẽ chết. Và tác nhân chính mà gây nên cái bệnh vàng lá thối rễ này đó chính là cái một loại nấm các bạn, nó tên là Fusarium solani. Cái nấm Fusarium này á, chúng ta có thể phòng bằng cách á, là chúng ta trồng á, chúng ta trồng ở những nơi mà đất cao thoát nước tốt. Còn nếu mà vườn chúng ta nằm ở một vị thế mà nó bị trũng, thì chúng ta phải cố gắng làm cái hệ thống rãnh nước thoát nước làm sao cho khoa học, để nước luôn luôn luân chuyển chứ không có động lại. Khi mà chúng ta phát hiện á, bằng hai cái cách mà mình chỉ bạn các bạn ở trên đó, các bạn mình chia sẻ với các bạn ở trên đó, thì nếu phát hiện sớm á, thì cái phần rễ bị thối á, chúng ta sẽ cắt bỏ đi các bạn, và chúng ta bôi thuốc vào vết cắt. Và cái thuốc mà bên công ty mình thường hay xử lý cho các vườn đó là thuốc Alfamil, là cái thuốc cái gói màu đỏ như hình minh họa ở trên các bạn. Vậy thì lúc mà cây bị bệnh rồi á, thì chúng ta xử lý bằng cách nào? Các bạn sẽ sử dụng cái thuốc Sulcolet ở trên ha. Chúng ta sẽ pha với nước, thì gói 500g này chúng ta sẽ pha cho là 200 lít nước. Chúng ta phun đều trên trên tán cây. Còn phần dưới gốc của các bạn sẽ pha 500g này với 100 lít nước, và chúng ta sẽ tưới đều xung quanh gốc, xung quanh phần rễ và phần xung quanh rễ. Khi mà cây đã phục hồi được rồi á, thì chúng ta có thể là bổ sung thêm phân lân, kali, hoặc là chúng ta tưới thêm một số cái phân bón chung vi lượng để cây phục hồi nhanh hơn. Thì các bạn đã biết đó, phân lân nó sẽ giúp cho cây tái tạo lại bộ rễ. Tại bộ rễ chúng ta đã bị nấm tấn công rồi, chúng ta cắt bỏ đi rồi. Và đây các bạn sẽ phối thêm phân mít nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp phân chuồng 21 cộng với Chichoderma các bạn. Và sản phẩm Chichoderma mà bên công ty mình thường chọn để hỗ trợ cho nông dân đó là Chichoderma 55. Chichoderma 55 thì có hai loại các bạn ha, có loại gói và loại chai. Video mình chia sẻ về cách trị bệnh vàng lá thối rễ trên nhóm cây có múi đến đây là hết. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.